Đại sư đã phá bỏ tam giới, cứu giúp 108 em bé La Hán sinh ra trong chùa. Tôi nghĩ điều cấm kỵ lớn nhất trong Phật giáo chúng ta là thấy chết không cứu. Với suy nghĩ này, một vị đại sư tại chùa La Hán đã phá giới cho những người phụ nữ có thai vào chùa trú ẩn và sinh con tại đây. Hơn nữa còn hầm thịt để những sản phụ này bồi bổ. Những việc này đã phạm vào giới luật, nhưng những nhà sư này lại được mọi người tôn kính gọi là các vị Phật sống đương thời. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất kinh hoàng chưa từng có đã nhanh chóng quét qua toàn bộ huyện Vân Xuyên. Thời điểm này là lúc học sinh đang đến trường và những gia đình đang quây quần dùng bữa. Một người may mắn sống sót trong thảm họa đã kể lại rằng vào lúc đó mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi nứt ra. Những bức tường đổ nát bên cạnh vực sâu đầy vết nứt. Toàn bộ khu vực xảy ra thảm họa tràn ngập nỗi buồn và sự tuyệt vọng vô tận. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, nhiều gia đình đã bị chôn vùi dưới những ngôi nhà đổ sập. Việc tái thiết lập lại Vân Xuyên giờ đây đã thắp lên hy vọng của rất nhiều người. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật không thể tin được. Nơi địa ngục trần gian trước đây đã trở thành một huyện Vân Xuyên tràn đầy sức sống và đang tiếp tục được xây dựng lại. Những người dân nơi đây đã tìm thấy niềm tin và hy vọng trong từng thay đổi nhỏ. Và mỗi khoảnh khắc cảm động trong trận động đất thảm họa này vẫn còn tồn tại trong trái tim của họ. Vào thời điểm trận động đất này xảy ra, thì cách tâm trấn khoảng 40 km, có hơn 30 sản phụ đang ở trong một bệnh viện đã bị phá hủy thành đống đổ nát. May mắn là những nhân viên y tế đã nhanh chóng chuyển những sản phụ này ra ngoài trước nên họ mới bình an vô sự. Tuy nhiên tình hình cũng rất không khả quan bởi trận động đất chưa từng có này đã săn bằng nhiều tòa nhà. Rất nhiều nạn nhân nằm la liệt trên đường phố và các nhân viên cũng không thể giúp những sản phụ này sinh con trong hoàn cảnh sơ sài và không có một nơi an toàn nào có thể đáp ứng điều kiện của họ. Vì việc sinh nở tại thời điểm này là rất nguy hiểm. Vì vậy nhân viên y tế quyết định đưa những sản phụ đến một trường học, nhưng nơi này cũng có nguy cơ sụp đổ. Họ không thể ở lại đây quá lâu. Những sản phụ này không thể cố chịu đựng thêm nữa. Một người phụ nữ thai vì quá to không thể sinh thường đã mất tại nơi trú ẩn này. Vị bác sĩ trưởng khoa không còn cách nào khác, đành phải một mình đi khắp nơi để tìm nơi trú ẩn khẩn cấp cho sản phụ. Trong lúc loay hoay tìm kiếm, ông đã tìm thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi khi phát hiện ra ngôi chùa trước mặt. Khi động đất xảy ra, ngôi chùa La Hán này cũng không thoát khỏi thiên tai. Những căn phòng của nhà sư trong chùa bị rung chuyển từng đợt. Tất cả xà nhà và cột đều bị rung chuyển. Thậm chí đến ngói trên mái nhà cũng bị lật tung, khiến những căn phòng đều trở thành một đống đổ nát. Tuy nhiên trong đền thờ vẫn còn một không gian rộng, không hề bị tác động lớn bởi trận động đất. Đây có thể là nơi trú ngụ an toàn cho tất cả mọi người. Vì vậy bác sĩ trưởng khoa đành phải đề nghị mọi người trước tiên hãy chuyển đến đây. Nhưng chùa La Hán là một ngôi chùa linh thiêng, có kỷ luật nghiêm ngặt. Những thứ liên quan đến máu không được xuất hiện trong chùa để tránh hàn khí. Hơn nữa, theo tín ngưỡng của những nhà sư suốt bao năm qua là cần phải duy trì sự tôn kính và khoảng cách với phụ nữ. Liệu ngôi chùa này có đồng ý cho họ chuyển những sản phụ đến đây hay không? Viện trưởng và các nhân viên y tế rất lo lắng, nhưng lúc đó họ không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, viện trưởng đã tìm đến vị trụ trì của chùa La Hán, xin tạm thời chuyển những sản phụ sắp chuyển dạ này đến đây. Và ông không ngờ rằng vị trụ trì đã lập tức đồng ý với lời đề nghị này của ông. Ý kiến tạm thời đưa những người phụ nữ mang thai này vào chùa La Hán đã được thực hiện nhanh chóng và mang đến cơ hội lớn để cứu sống tính mạng của họ. Trong thời khắc nguy cấp này, Tô Quân Sư Phụ đã bất chấp sự phản đối của nhiều nhà sư trong chùa để cứu giúp những người khổ nạn này. Hành động của ông đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Vào những ngày ấy, bầu trời cũng đổ mưa tầm tã, như thể ông trời cũng đang khóc cho những sinh linh đã mất. Bầu trời chìm trong một tăm tối do sự xuất hiện dày đặc của những đám mây đen. Khung cảnh nặng nề đến mức mọi người có cảm giác như những đám mây kia sắp rơi xuống lấp đầy cả thế giới. Bất chấp giới luật và sự cản trở của các nhà sư khác, Tô Quân Sư Phụ đã mở rộng cửa chùa để thu nhận tất cả những người tị nạn một cách vô điều kiện. Trong tình thế trước mắt, ông đã gạt bỏ mọi nghi hoặc, bàn tán của mọi người, mà chỉ một lòng nghĩ đến điều tồi tệ của quốc nạn mà cứu người. Bởi Tô Quân Sư Phụ nghĩ rằng điều cấm kỵ lớn nhất của Phật giáo chúng ta là từ chối cứu độ. Để đảm bảo rằng các người dân tị nạn có thể an toàn trú ẩn trong chùa La Hán, ông đã kêu mọi người lấy ra tất cả các vật dụng trong chùa có thể sử dụng được để phục vụ cho quá trình cứu hộ. Ngôi chùa linh thiêng và yên tĩnh này đã trở thành một trại tị nạn cho tất cả những người dân cần giúp đỡ. Ngay cả những tấm ván gỗ được sử dụng để trùng tu cho chùa La Hán cũng được chuyển đến cho những nạn nhân này làm ván trải giường để nằm.
Sau khi động đất xảy ra, tình trạng những người phụ nữ mang thai sắp sinh trở nên đáng lo ngại nhất cho mọi người. Như hiểu được khó khăn này, Tô Quân Sư Phụ đã dành một phòng thiền trong chùa để dành chỗ cho những người phụ nữ mang thai nghỉ ngơi. Những người tị nạn sau khi ổn định tinh thần cũng dần nhận ra xung quanh mọi thứ đều đổ nát. Họ không còn nơi nào để về ngoại trừ ngôi chùa La Hán này. Nhưng chưa được bao lâu thì người nhà của một sản phụ chạy đến kêu cứu. Sau khi được bác sĩ thăm khám, họ phát hiện sản phụ này đã vỡ ối nhưng lại không sinh được. Nếu không có nơi an toàn để sinh nở thì rất dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy các nhà sư trong chùa La Hán chỉ còn cách lắp ráp những chiếc bàn của họ lại với nhau và sau đó dùng một lớp khăn đã được khử trùng bằng cồn để che lại nhằm xây dựng một phòng sinh tạm thời. Tuy vậy không gian vẫn không đủ và họ chỉ còn vài phòng. Trước tình thế khó khăn này, Tô Quân Sư Phụ đã dỡ bỏ một lều che mưa cho tượng Phật và sử dụng nó cho những sản phụ sắp sinh. Đây là một việc hệ trọng trong mắt nhiều nhà sư, nhưng Tô Quân Sư Phụ không hề đắn đo suy nghĩ. Ông chỉ nói bốn từ là chăm sóc người sống. Vì trận động đất, tất cả các đường dây điện đều bị hỏng. Thêm việc thời tiết rất u ám, nên họ đã lấy hết đèn pin và dùng chúng làm đèn phẫu thuật tạm thời. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 5, đứa con đầu lòng của chùa La Hán đã cất tiếng khóc chào đời. Để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ này, mẹ cậu bé đã đặt cho cậu cái tên La Hán. Ngày càng có nhiều người phụ nữ mang thai đến sinh con ở trong chùa, và ngôi chùa La Hán bỗng dưng trở thành nơi mang lại sự sống mới cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, những nhà sư tại đây cũng phải đối mặt với rất nhiều phiền toái, bởi phụ nữ mang thai vừa mới sinh con cần nhiều dinh dưỡng hơn để nuôi đứa trẻ. Trong tình hình hiện tại, họ không có nguồn cung cấp dinh dưỡng nào ngoài thịt. Do ăn chay đã lâu nên khi ngửi thấy mùi thịt khiến nhiều nhà sư nôn ngay tại chỗ. Nhưng chỉ có Tô Quân Sư Phụ kiên trì vào bếp và cố gắng hết sức chịu đựng tất cả. Kỳ diệu thay, trong quãng thời gian khó khăn này, tại chùa La Hán đã có đúng 108 đứa trẻ đã ra đời, tương ứng với 108 vị La Hán trên các bức bích họa trong chùa. Tất cả đều được mọi người trìu mến gọi là những tiểu La Hán. Trận động đất ở Vấn Xuyên 15 năm trước, một nhà sư đã phá bỏ cả ba điều cấm kỵ của Phật giáo và cho phép 108 tiểu La Hán chào đời an toàn trong chùa. Thậm chí còn hầm thịt tại thánh địa linh thiêng này để bồi bổ cho những sản phụ mới sinh. Nhưng tất cả nhà sư nơi đây đều được mọi người xem là Phật sống đương thời. 3 năm sau, 108 tiểu La Hán đã tập trung tại ngôi chùa La Hán để cảm ơn lòng từ bi của sư phụ Tô Quân cùng tất cả mọi người. Mỗi một người mẹ đã giặt sạch chiếc khăn bông đã dùng bọc những tiểu La Hán và lấy một mảnh khâu thành một chiếc áo choàng để tặng nó cho sư phụ Tô Quân. Ông ấy mang theo áo choàng giống như mang theo lòng biết ơn vô hạn của những người mẹ này trao gửi đến ông. Sau trận động đất ở Vấn Xuyên, nhiều nguồn lực bên ngoài đã giang tay giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Công việc tái thiết lập sau đó diễn ra suôn sẻ. Những nạn nhân trú ẩn ở chùa La Hán lần lượt được chuyển đi và ngôi chùa này cũng đã được khôi phục lại. Một số người giàu có muốn quyên góp tiền cho chùa La Hán, nhưng họ đều bị Tô Quân Sư Phụ từ chối với lý do rằng số tiền này cần thiết cho việc tái thiết địa phương hơn. Việc cứu 108 đứa trẻ trong thảm họa của Tô Quân Sư Phụ đã lan truyền rộng rãi khắp nơi. Và vì cứu người, ông đã phá vỡ tam giới trong chùa, khiến bản thân bị một số nhà sư nổi tiếng tố cáo. Tuy nhiên, khi các phương tiện truyền thông đến phỏng vấn và thấy ông mặc chiếc áo choàng được những người mẹ tỉ mỉ kết lại từ mảnh chăn bọc những vị tiểu La Hán, họ đã hiểu ra rằng điều cấm kỵ nhất của Phật giáo không phải là ba giới luật kia, mà chính là bàng quang trước nỗi đau của người khác trong lúc nguy khốn. Đêm trước ngày 12 tháng 5 năm 2021, một bộ phim chuyển thể từ câu chuyện xảy ra tại chùa La Hán trong trận động đất ở Vấn Xuyên đã được công chiếu. Tuy nhiên, vài Tô Quân từ đầu đến cuối lại không xuất hiện trong phim, bởi ông hành thiện không mong được báo đáp. Giờ đây, các tiểu La Hán mỗi năm đều trở lại ngôi chùa này để tưởng nhớ đến vị Phật sống Tô Quân. Và ông cũng cảm thấy rất may mắn khi được nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ này lớn lên khỏe mạnh. Những đứa trẻ này được sinh ra trong tình yêu thương bao la và chúng sẽ truyền lại tình yêu thương này cho mọi người. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.